Hi everyone, welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Và hôm nay thì Lan So Cute sẽ hướng dẫn mọi người, đó chính là 5 common mistakes with prepositions. Đó chính là 5 lỗi sai mọi người thường mắc phải khi sử dụng về giới từ. Vậy không biết chúng ta có biết giới từ là gì hay không? Đó chính là các từ in, on, at, rồi to, rồi from, to, about, with, blah blah, rất là nhiều các loại giới từ khác nhau. Vậy với những động từ sau thì mọi người hay bị mắc sai như thế nào? Ok, the first one đó chính là in time and on time. In time and on time. Tại sao chúng ta lại hay mắc phải những đơn nhỉ? Ok, ví dụ như bây giờ nha. Rất là nhiều các bạn nữ đúng không? Rất là nhiều thích các bạn trai đẹp. Ok, ví dụ như là ôi, đang đi trên đường đúng không? Chúng ta gặp đúng lúc một anh chàng rất là đẹp trai. Đấy thì khi đó chúng ta sẽ nói là in time hay là on time. Ok, mình sẽ phân biệt một chút nha. Chúng ta có on time tức là đúng giờ. Vậy là đúng giờ tức là khi mà nó đúng với những cái gì mà quy định của có quy định đặt ra, ví dụ như nhà trường thì quy định đặt ra là vào lớp lúc 7:30, hoặc là công ty thì vào làm lúc 8 giờ. Vậy là nếu như mọi người đi đến đâu, mọi người đi đến đúng giờ, đúng theo cái quy định đó, thì mọi người sẽ nói rằng là on time. Ví dụ I come to class on time yesterday, hôm qua tớ đến lớp đúng giờ. Ok, thế nhưng mọi người đến đúng lúc mà mọi người gặp một anh trai đẹp đúng không, thì mọi người sẽ nói là in time. Oh, I met him in time. Ok, I met him in time yesterday. Tớ đã gặp anh ấy đúng lúc. Ok, đúng lúc mà đang đi trên đường, đúng không nào? Ok, number 2 is about married with somebody. Khi mà chúng ta nói rằng là kết hôn với ai đó thì chắc chắn mọi người sẽ sử dụng đó chính là married with. Vì chúng ta có chữ with, đó chính là với ai đó. Tuy nhiên trong tiếng Anh thì chúng ta không nói kết hôn với ai đó, mà mọi người sẽ dùng là married to somebody. Married to somebody, kết hôn với ai đó. Ngoài ra cách sử dụng là married to somebody, chúng ta còn là get married to somebody, đó chính là kết hôn với ai đó. Ok, ví dụ như thế là Trang kết hôn với cả Hưng chẳng hạn, đúng không? Vậy là Trang got married to Hưng. Ok, Trang got married to Hưng, that's right. Còn tiếp theo, sau khi mà trong một cuộc hôn nhân có rất là nhiều điều xảy ra, thế thì xảy ra một cái cuộc, đó chính là cuộc ly hôn. Ok, ly hôn, thế thì chúng ta sẽ có từ divorce. Ok, divorce. Thế thì chắc chắn là mọi người sẽ là tôi phải ly hôn với cô ấy thôi. Thế thì khi đó chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng từ đây là divorce with, đúng không? Divorce with, oh no. Riêng chữ divorce thì lại chỉ là divorce somebody. Tôi đã ly hôn cô ấy, chứ không tôi đã ly hôn với cô ấy. Ok, I divorced her. Tôi đã ly hôn với cô ấy. Vậy là phần số 2 chúng ta nhớ nha, đó chính là kết hôn với ai thì sẽ là married to somebody, nhưng ly hôn với ai đó thì chỉ đơn giản là divorce somebody mà thôi. Ok, mọi người đã nhớ được chưa? Rồi, next one, number 3. Ok, một cái lỗi mà chúng ta rất là hay mắc phải, đó chính là discuss about. Ok, khi chúng ta nói rằng là hôm nay thì các cô lớp chúng ta thì chúng ta sẽ phải thảo luận về một cái chủ đề này. Tiếng Việt chúng ta là thảo luận về một chủ đề nào đó. Ok, but in English you don't say discuss about, you have to say discuss something. Ok, discuss this topic. Ok, ví dụ nha trong lớp mà chúng ta phải thảo luận về một cái chủ đề này chẳng hạn, đúng không? Thì ok, so now class please discuss this topic. Cả lớp ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cái chủ đề này đi, chứ không có thảo luận về chủ đề này. Vậy chúng ta sẽ nói rằng là discuss something. Discuss something. Mọi người nhớ discuss something nha. Ok, next one. Tương tự như discuss about, mọi người hay dùng discuss about, thì chúng ta sẽ không được dùng, mà just say discuss something. Và từ tiếp theo đó chính là từ consider. Ok, consider. Đó chính là xem xét về vấn đề gì đó. Tôi thì phải thưa giám đốc, đẹp trai. Ok, giám đốc có thể xem xét cho tôi về cái chủ đề này được không, hoặc là về cái plan, về cái kế hoạch dự án này được không? Ok, vậy chúng ta sẽ là xem xét về việc gì đó. Ok, but in English you have to say consider something, or consider cộng với cả verb in. Ví dụ như xem xét về việc đi học ở nước ngoài. Ok, tôi phải xem xét về việc học ở nước ngoài. I have to consider studying abroad.
abroad. Consider studying abroad. Ok, xem xét về vấn đề gì nhưng không bao giờ có about, mà chỉ có mỗi là consider something or consider verb in. Ok, in the evening, và buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối thì chúng ta sẽ nói với từ in the morning, in the afternoon or in the evening. Nhưng tuy nhiên buổi tối mọi người sẽ không được nói rằng là in night hoặc là ban đêm nha. Chúng ta sẽ không được nói là in night, mà mọi người sẽ phải nói rằng là at night. Ok, at night. Hoặc là lúc nửa đêm chúng ta sẽ có là at midnight. At midnight. Ok, chúng ta cùng nói lại nha. In the morning, in the afternoon, in the evening and at night là vào ban đêm hoặc là vào nửa đêm chẳng hạn, là at midnight. At midnight. Ok, very good. Rồi, đó chính là number 4. Và cuối cùng chúng ta vẫn nói về giới từ về ngày nha. Thông thường chúng ta nói rằng là in năm, in tháng, in mùa, in sáng, chiều, tối, ngày, đưa vào với chúng ta có nha. Đó chính là hôm nay là on Friday. On Friday, on Friday. Nhưng tuy nhiên nếu như chúng ta nói rằng là thứ 6 tuần trước, ok, last Friday, thì chúng ta sẽ không được nói là on last Friday, mà chỉ nói là last Friday. Hoặc là chúng ta có next Friday, đó chính là thứ 6 tuần tới, thì chúng ta cũng không có là on next Friday, ok, mà chỉ đơn thuần là next Friday. Và cũng nói về từ Friday, nói về ngày đi. Khi mà chúng ta nói là in tháng đúng không, chúng ta có là bây giờ tháng 8 đi, ok. Tôi sẽ bắt đầu năm học mới vào tháng 8, thế thì chúng ta sẽ có là in August. In August. Thế nhưng hôm nay là ngày 23 tháng 8, thế thì mọi người nhớ vì nó có ngày cho nên là chúng ta sẽ không có nói là in August 23rd, mà chúng ta phải nói đó chính là on August 23rd. Hoặc chúng ta nói đầy đủ của câu đó chính là on the 23rd of August. Vì làm sao dùng chữ on? Vì trong tiếng Anh người ta sẽ nói là ngày trước xong rồi of, xong rồi tháng, chúng ta là hôm nay là ngày 23 tháng 8 nha. On the 23rd of August. On the 23rd of August. Ok. Nhưng mà đối với năm, năm 2019 thì lại dùng in thôi. In 2019. That's about 5 common mistakes with prepositions. Ok. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 5 cái lỗi chúng ta thường gặp về sử dụng giới từ. Mọi người nhớ nha. Vậy đó chính là this. Ok. Number 1 chúng ta có đó chính là married. Ok. Married to and divorce somebody. Ok. Number 2 is in time and on time. À, mình lộn mất xíu. Ok. Đầu tiên phải là in time và on time, và number 2 mới là cái kia đúng không? Ok. Number 3 đó chính là discuss about. Ok. Discuss about. Vậy chúng ta có sử dụng discuss about không? No, no, no. Ok. Just discuss something and consider something. And number 4, number 3 is at night but in the morning. Và cuối cùng number 5 đó chính là on ngày. Ok. On thứ chẳng hạn, on Friday, nhưng mà là in in tháng, nhưng mà khi có tháng thì nhớ là dùng on nha. Ok. Thank you so much for your watching. Hope you get some knowledge and some fun from my lesson. Bye.